thách anh review sếp Huy NL. Sao lại review anh Huy NL? Cái gì đấy? Ok luôn. Họ tên? Nguyễn Lạc Huy. Nickname? Huy NL. Đấy, Nguyễn Lạc Huy, Huy NL. Đơn giản dễ hiểu, tên anh tôi hay như thế mà mấy thằng nó cứ bảo anh là Huy như... Thế là không được đâu. Thế là không được đâu, sếp của người ta. Năm sinh anh? 1992. Lại ăn gian tuổi rồi. 30-31 tuổi thì khác gì đâu, ăn gian làm gì anh. Thế còn lương tháng? Vài tỷ. Tính là mơ ước như vậy. Còn về mặt thiết kế trải nghiệm phần nhìn, anh quay một vòng thiết kế của anh cho mọi người xem nào. Một gu thời trang rất riêng khiến cho ai lần đầu gặp mặt cũng có ấn tượng sâu sắc. Hồi mới vào công ty em tưởng anh Huy là ông bảo vệ. Ô, nó láo thật anh ạ. Con tao bảo tao vòng này bao giờ mày định lật đổ tao đây? Bao giờ thì mày lật đổ anh tao? Tuy nhiên, chân nhân bất lộ tướng, các bạn đừng trông mặt mà bắt hình dong. Anh tôi trông như thế này thôi. Nhưng nếu như ở S Channel anh Huy mà giàu số 2 ấy, thì cũng có khá là nhiều người ở vị trí số 1. Ví dụ như người em của tôi với tòa khách sạn 24 tầng. Nhưng mà nói ngắn gọn thì anh Huy giàu lắm. Người nghèo trong S Channel hàng real thì chỉ có thằng này mà thôi. Tồi nữa. Thật hệ. Tôi chưa thấy cái nơi nào mà ai cũng nhận nghèo như cái nơi này. Và đó là trải nghiệm cầm nắm thiết kế bên ngoài. Thế thì còn hiệu năng sử dụng trải nghiệm phía bên trong thì sao? Sức khỏe? Anh khỏe. Do thể dục thể thao đều đặn nên nhìn anh tôi đâu có giống 31 tuổi. Ai nhìn vào cũng tưởng là 40 tuổi vậy. Rất vầm. Nhìn ra thật lấy vợ thế à anh? Mặc dù luôn xuất hiện với một hình ảnh nụ cười tươi trên môi, nhưng ít ai biết được rằng anh Huy đang mang trong mình một hội chứng, một căn bệnh có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Hội chứng này có tên khoa học là SSAT, hay chúng ta gọi quen thuộc dân dã với nhau là hội chứng nhạt. Với cái độ nhạt của anh Huy thì nó nhạt đến cái mức mà sẽ khiến người xung quanh phải phì cười bởi vì anh Huy quá nhạt. Nhạt nhưng mà vẫn mặt. Để ủng hộ sếp Huy NL, mọi người đừng quên mua nghe phone chính hãng tại chuỗi thống của Savnet. Đường link sẽ để phần mô tả nha.